Người Do Thái ở miền Nam tiếp tục ở trong các hầm trú ẩn, tin từ Ashdod. Người Do Thái ở miền Nam tiếp tục ở trong các hầm trú ẩn trong lúc bạo động gia tăng sau khi Do Thái ám sát người chỉ huy cánh quân sự Hamas và đe dọa mở cuộc hành quân quy mô tấn công dải Gaza. Bị giết chết một cấp chỉ huy, Hamas đã bắn rocket qua lãnh thổ của Do Thái trở lại. Cảnh sát Do Thái cho biết đã có 80 quả rocket và súng cối bắn qua Do Thái. Hệ thống phòng vệ vòm sắt đã bắn hạ được 27 quả rocket. Do Thái cảnh cáo những thành viên của Hamas đang nằm dưới sự quan sát. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng, ông Josh Hanman, cho biết các loại rocket tầm xa của Hamas đã bị phá hủy nên không thể tấn công tới Tel Aviv. Hamas đã kêu gọi các cường quốc Ả Rập buộc Do Thái phải ngừng tấn công tàn bạo. Chính quyền Palestine của Tổng thống Abbas đã lên án những hành động của Do Thái tại Liên Hiệp Quốc. Trên 100 vụ không kích diễn ra trong đêm hôm qua là 13 người chết, trong đó có 3 trẻ em và trên 100 người bị thương. Qatar là quốc gia Ả Rập thân Tây Phương đã đòi trừng trị Do Thái và Liên đoàn Ả Rập sẽ họp để thảo luận tình hình vào ngày thứ Bảy. Hoa Kỳ coi việc Hamas bắn rocket qua lãnh thổ của Do Thái là hành động khủng bố.